Xin chào mọi người đã đến với Bún Review. Hôm nay mình sẽ mang tới cho các bạn một bộ phim khoa học viễn tưởng về cuộc nổi dậy của những con robot nhé. Cùng mình bắt đầu phim thôi nào. Ở một thế giới tương lai cực kỳ thông minh, mọi mặt của đời sống con người đã không thể tách rời khỏi trí tuệ nhân tạo. Ngay cả những vết thương khó lành nó cũng có thể được cấy chip công nghệ, khiến cơ thể có bước nhảy vọt về thể chất. Kỹ thuật viên cao cấp Muse chính là một người máy thông minh. Cô đang làm việc cho tập đoàn Harbinger và là nhà phát triển robot chiến đấu. Muse có thể sử dụng chip phản hồi tới não qua mắt để chỉnh sửa và điều khiển các robot khác nhau, cũng có thể hack vào hầu hết các mạng miễn là cô ấy muốn. Công nghệ thông minh mang lại rất nhiều lợi ích, nhưng khi một vấn đề tiềm ẩn xảy ra, việc trả giá cũng rất nặng. Hôm nay đội tác chiến đặc biệt của nhóm đã nhận được lệnh đến huấn luyện kéo dài 2 ngày tại Harbinger. Đại tá Burkes là trưởng nhóm. Nhiệm vụ được giao này khiến anh bối rối, vì anh chỉ vừa huấn luyện ở đó xong cách đây vài ngày. Muse làm kỹ thuật viên cũng sẽ theo họ ra đảo. Nhiệm vụ chính là kiểm tra thiết bị tại đây. Cả nhóm nhanh chóng được đưa lên máy bay. Do bệnh nghề nghiệp, Muse vừa ngồi vào chỗ của mình đã bắt đầu quét thông tin của mọi người để xem họ có đáng tin cậy hay không. Nhưng thật sự rất bất lịch sự khi chạm vào quyền riêng tư của người khác như vậy. Lúc này một tay bắn tỉa là Drifter đã trêu đùa với cô ấy bằng khẩu súng. Thấy vậy, Muse liền dùng khả năng của mình vô hiệu hóa luôn khẩu súng của anh ta, cũng là để các thành viên khác trong nhóm không dám đùa giỡn nữa. Không lâu sau, cả nhóm đã tới đảo rồi tiến vào căn cứ quân sự trên đây. Tuy nhiên họ không thấy một bóng người nào. Burkes tìm kiếm xung quanh còn thấy mọi thứ trở nên kỳ lạ hơn. Nhưng đầu tiên họ phải tập trung vào việc thực hiện các cuộc diễn tập trước. Khi mọi người bước vào sân tập, internet của Muse đột nhiên bị hỏng. Mặc dù có thể sử dụng mạng thay thế, nhưng cảm giác kỳ lạ này vẫn làm cô ấy lo lắng. Họ tiếp tục đi sâu vào rừng và trông thấy vài máy bay trinh sát treo lơ lửng. Chúng có chức năng chính là tuần tra chiến trường. Các thành viên trong nhóm tưởng chúng được công ty cử đi nên không quan tâm quá nhiều. Nhưng cả nhóm không biết một thảm họa sẽ sớm ập đến. Ở hướng bắc, các thành viên trong đội có thể tìm thấy 9 cỗ máy phòng thủ. Chúng là tiêu chuẩn tự thân của bài tập này. Burkes nhanh chóng lập kế hoạch tác chiến. Sau đó họ chia nhau ra và bắt đầu bắn về mọi hướng. Loại đạn nhanh chóng được nhắm tới đám robot. Đây là những robot cấp thấp không được cài đặt vũ khí. Từng tên một như một mục tiêu bù nhìn. Và nhanh chóng bị hạ gục vì không còn sức chiến đấu nào. Tận dụng lợi thế của trận chiến, họ tiến về phía trước. Lúc này Muse thấy chiếc máy bay trinh sát lại xuất hiện nên đã đi theo nó. Cô bất ngờ khi thấy rằng nó đang phục vụ một con robot chiến đấu quân sự có mã SAR-003. Muse liền cố gắng xâm nhập vào hệ thống của nó, nhưng đã bị gián đoạn bởi dữ liệu của nó chống lại. Khi Muse tỉnh lại thì SAR-003 đã biến mất từ lâu. Cả nhóm đã có một trận chiến diễn ra tốt đẹp. Giờ đây là lúc các thành viên trong nhóm cùng nhau trò chuyện cười đùa. Chỉ có Muse vẫn đang cau mày lo lắng, bởi so với điều lệ thông thường, internet ở đây không thể ngắt kết nối được. Việc không có tín hiệu mạng không thể liên lạc với thế giới bên ngoài. Nó thậm chí còn khiến Burkes nghi ngờ rằng Muse đã dẫn cả nhóm đến đây một cách vô nghĩa. Tối đó cả nhóm nghỉ ngơi tại chỗ để qua đêm. Họ chỉ để một người đứng gác bên ngoài. Đột nhiên có một chiếc máy bay trinh sát bay tới, chiếu đèn trực tiếp vào mặt của anh chàng. Cho đến khi anh quay lưng lại đã bị sốc vì trước mặt chính là SAR-003. Một tiếng súng vang lên đã đánh thức những người còn lại trong đội. Họ đã tìm kiếm anh ấy cho đến bình minh. Mãi rồi cả nhóm mới tìm thấy thi thể người đồng đội trong rừng. Khi vẫn chưa ai hiểu chuyện gì đã xảy ra, thì một thành viên khác trong nhóm bị tấn công một cách dã man. Có vẻ họ đang bị ai đó bao vây. Nhưng khi nhìn rõ hơn thì chúng là một nhóm robot được trang bị đầy đủ súng ống. Burkes liền vội vàng cho các thành viên trong nhóm lẩn trốn. Họ tiến hành ném bom khói để thoát thân. Tuy robot có hỏa lực mạnh và không sợ đạn có thể hạ gục cả đội, nhưng bắt đầu thực hiện một cuộc rút lui chiến lược kỳ lạ, như đến để thu thập dữ liệu và chỉ lấy đội làm đối tượng huấn luyện. Đúng là SAR-003 đang bảo vệ các robot khác. Nó học cách chiến đấu theo nhóm của Burkes. Nó đã sử dụng máy bay trinh sát để giám sát, sau đó sẽ bắt chước những kỹ năng chiến đấu đã thu thập được. Lúc này Burkes và những người khác trốn trong rừng. Họ đã nhìn thấy nhiều thi thể động vật hoang dã, minh chứng cho SAR-003 đã thử nghiệm động vật làm mục tiêu. Lúc này Burkes đoán rằng SAR-003 đã mất kiểm soát. Anh yêu cầu Muse vô hiệu hóa SAR-003 lại ngay lập tức, do lỗi hệ thống đã dẫn đến sự ra đời của tư duy độc lập ở SAR-003. Việc này rất khó để sửa chữa. Cách hiệu quả nhất để đối phó với nó là tiêu diệt nó. Nói thì dễ hơn làm. SAR-003 có vô số máy bay trinh sát làm vệ sĩ, khiến đội hình gần như không có cơ hội tiếp cận. Điều tồi tệ lại xảy ra thêm với cả nhóm. Muse trên đường trốn thoát đã vô tình ngã đâm vào cây khiến cô bất tỉnh. May có Burkes đã cứu cô ấy. Nhưng sự việc này cũng khiến cả hai và đồng đội bị chia cắt. Tối đó anh thậm chí còn xém bị SAR-003 bắt được. May mà Muse đã thức dậy đúng lúc mới có thể cứu anh ấy một mạng. Cô ấy đã làm nhiễu thông tin ở đây khiến nó không nhận ra và nhanh chóng rời đi. Sáng hôm sau cả nhóm đã nhanh chóng tụ họp lại. Burkes đề nghị họ quay trở lại căn cứ và nghĩ ra giải pháp. Lúc này lại có 3 máy bay trinh sát bay qua khiến vị trí ẩn náu của đội bị lộ. Sau đó có rất nhiều bom khói được ném vào rừng. Chỉ ngay sau đó cả nhóm đã bị đột kích một cách bất ngờ. Phía bên này Muse đã mở được cổng căn cứ, nhưng các thành viên lúc này rất khó mà có thể đi tới đó.
Lúc này Burkes quyết định quay lại cứu mọi người. Nhưng bất ngờ Richter đã bị SAR-003 bắt được và sử dụng như một con tin. Lúc này Mills tìm đến cố gắng kiểm soát số lượng lớn robot. Chỉ có SAR-003 là không thể khống chế được nó. Chứng kiến Richter đang chịu đau đớn vì đang bị ghim chặt, Burkes chỉ có thể bắn hạ giải thoát cho anh ấy. Sau đó anh bỏ trốn về căn cứ cùng những thành viên còn lại. Lúc này đội hình đã tổn thất nặng nề. Tính cả Mills thì chỉ còn 4 người còn sống mà thôi. Sau đó cả nhóm cố gắng tiến vào sâu trong căn cứ. Họ nhanh chóng phát hiện ra rằng có điều gì đó không ổn ở đây. Có hàng trăm robot được đặt ở đây, từ cấp thấp đến cấp cao đầy đủ mọi thể loại. Cả nhóm nhận ra mọi chuyện đang ngoài tầm kiểm soát. Ban đầu có mục đích của quân đội là thay thế chúng cho binh lính con người trên chiến trường. Không ngờ lại có sự thay đổi như vậy. Để tránh tình trạng xấu hơn sẽ xảy ra, Mills chỉ có thể sử biện pháp cuối cùng của mình, là mạo hiểm khởi động một con robot quân sự khác, rồi kết nối với nó để tìm hiểu xem những robot này đang nghĩ gì. Điều khiến mọi người sốc là mọi thứ xảy ra đều là âm mưu của robot. Chúng được sử dụng kết hợp với đào tạo. Sau khi nhận ra một số sai lầm của con người, nên đã đánh thức tư duy độc lập và sinh ra khả năng tự chiến đấu. Việc giết chóc trở thành chuyện đương nhiên. Để có thêm kiến thức, chúng đột nhập vào mạng quân sự và phát lệnh giả để lừa binh lính con người đến huấn luyện. Con robot bắt đầu từ chối quyền truy cập và đánh thức một cộng sự khác của nó. Lúc này Mills cũng muốn kiểm soát chúng lại nhưng rõ ràng là không thể. May có Burkes kịp thời giải cứu cô ấy khỏi đó. Đợi cho đến khi robot phá cửa bước qua đó thì quả bom đã kích nổ. Một trong những thiết bị EMP bị hư hỏng đã kéo theo các thiết bị điện tử cũng hư hại, khiến Mills cũng bị ảnh hưởng bởi nó mà xém mất mạng. Lúc này cả nhóm thoát chết trong gang tấc qua cửa sau, ngắm nhìn những xác chết binh lính khắp nơi. Họ mới nhận ra rằng trận chiến này thực sự rất khó khăn. Thời gian thì eo hẹp còn nhiệm vụ nặng nề. Cả nhóm nhanh chóng thu thập vật tư hữu ích lại, thiết lập cuộc phục kích dọc theo con đường mà robot phải đi qua. Lúc này Mills quyết định chạy về căn cứ tháo thành công một thiết bị EMP. Trong khi trò chuyện với Burkes, cô nói về vai trò của thiết bị xung điện từ EMP này. Họ cần khuếch tán phạm vi ảnh hưởng của nó, rồi chỉ cần một vụ nổ là có thể ngăn chặn mọi thứ. Nghe vậy Burkes bối rối vì điều này cũng có thể lấy mạng chính Mills. Và ngay cả khi cô có thể sống sót thì ký ức cũng có thể bị xóa bằng xung điện từ. Rõ ràng Mills hiểu cái giá của việc này. Nhưng khi cô nghĩ về những thành viên đã chết của đội, thì nhất định phải thực hiện điều này. Sau một đêm an lành cả đội không có manh mối gì thêm. Mặc dù họ không bao giờ nghỉ ngơi trước sự im lặng đến đáng sợ này. Sau vài giờ liên tục nhìn xung quanh, thì cuối cùng họ cũng tìm thấy dấu vết của robot. Chỉ ngay sau đó vô số robot đã vượt qua núi. Anh chàng chỉ mới nổ súng một phát đã bị đáp trả mà không thể lộ mặt. Nhờ sự hỗ trợ kỹ thuật của Mills anh mới có thể tấn công chính xác mà không để lộ đầu của mình. Còn Burkes thì hỗ trợ từ bên cánh chặn bước tiến của kẻ thù càng nhiều càng tốt. Đợi cho đến khi đám robot tiến vào đủ gần sẽ tiến hành kích nổ quả bom. Bốn người họ làm việc cùng nhau một cách vô cùng hoàn hảo. Rất nhiều robot đã nằm xuống trong thời gian ngắn. Đáng tiếc thời gian thuận lợi này không kéo dài được lâu. Với đội quân robot đang đến gần, cho dù hỏa lực có khủng khiếp đến đâu cũng khó có thể gây sát thương tối đa cho bọn chúng. Thậm chí các thành viên trong đội lần lượt đều đã bị thương. Mills chỉ có thể sử dụng EMP như là phương án cuối cùng. Cú kích xung điện từ làm tê liệt một đám robot và chính cả cô ấy. Thấy vậy Burkes nhanh chóng mang cô ấy lẩn trốn vào tòa nhà. Nhưng rất nhanh chóng SAR-003 đã đuổi theo hất văng Burkes sang một bên. Vì mục tiêu của nó chính là Mills. Nhưng SAR-003 không biết mình đã rơi vào bẫy bởi cô ấy đang giả vờ hôn mê. Lợi dụng nó không để ý đã điều khiển súng bắn tỉa tung ra một đòn chí mạng. Tuy nhiên SAR-003 đã tải chương trình của mình lên Mills trước khi nó tắt hoàn toàn. Sau khi mặt trời lặn quân hỗ trợ đã đến, cả bốn người sống sót đều được giải cứu thành công. Chỉ là không ai để ý là Mills dường như đã thay đổi. Vậy là bộ phim tới đây cũng đã kết thúc rồi. Bộ phim nội dung khá dễ hiểu và không quá cầu kỳ đúng không nào? Anh em có nhận xét gì về bộ phim này hãy để bình luận ở dưới video nhé. Đừng quên để lại một đăng ký kênh để ủng hộ thêm cho mình. Hẹn gặp lại anh em trong những video mới nhất. Bye bye.